Em chào tất cả các bác ạ. Hôm nay sẽ mời tất cả các bác cùng em bóc hàng quay đầu, và cũng như là hàng em sẽ giảm giá cho tất cả các bác luôn. Hàng quay đầu thì không phải là hàng không chất lượng mà khách quay lại đâu, mà là có hầu như là những đơn hàng thì các bác là chưa có bóc luôn. Có nghĩa là mình bận, mình đi công việc đâu đấy thì mình chưa bóc, thì là hàng sẽ chuyển hoàn về đây cho em. Thì sau đây em sẽ mở bịch đầu tiên cho tất cả các bác, không biết là nó sẽ là hàng gì, nhưng mà các bác hoan hỉ giúp em nhé. Đến lúc mà nó là ra mẫu gì này, dù mình có ưng hay mình chưa ưng lắm thì mình vẫn cố gắng xem hết cái video này cùng em. Hoặc là mình muốn xem những cái ưng hơn, được nhiều sự lựa chọn hơn, thì mình sẽ tham khảo những cái video mà em bán hàng mà lên nhiều nhiều con cho tất cả các bác ấy, thì mình tham khảo qua bên đấy giúp em. Mà con này thì ra hàng cho các bác sẽ là... các bác ơi, con này sẽ là một con tiểu hổ các bác nhá. Một con tiểu hổ có vỏ luôn đấy ạ. Con này hiện tại đang sử dụng dòng ống khoan dầu khí không han gì. Bởi vì tại sao mà các bác xem hàng của em là các bác chưa thấy cái con này em giới thiệu bao giờ, mà tại sao lại có cái hàng quay đầu? Bởi vì thực sự là làm con này nó rất là tốn gỗ, tốn công và mất sức nhiều. Nên là em cũng không muốn quảng bá rộng rãi, trừ khi là bác nào mà mình ưng quá, thích quá rồi thì chiều lòng các bác thì em sẽ làm thôi. Con em đang cầm trên tay là một con dòng ống khoan dầu khí không han gì các bác nhá. Ưu điểm của nó sẽ là không han gì ạ, các bác thấy chưa ạ? Đây là mã số 1 em sale trong cái video ngày hôm nay. Thực ra con này thì bác đấy còn nói với em là bác theo dõi kênh của em lâu rồi, nên là yên tâm đi, uy tín, không mùng hàng. Nhưng mà khi mà giao họ đến thì là họ lại bảo là bác không có nhận nữa, thế là em phải hoàn hàng về thôi. Đấy, bác nào ưng mẫu này thì là em sẽ để mã sale tất cả bác. Bác nào mình thích trưng chơi treo băng thủy ấy, thì con này sẽ là một con mà các bác mình nên tham khảo cho em nhé. Nên tham khảo giúp em ạ. Dòng ống khoan dầu khí không han gì các bác ạ. Kiểu đao dày vào 5 ly, khóa lưỡi thì cực kỳ tốt rồi. Trên dao thì có một cái lỗ như thế này để các bác mình xỏ dây, tóm lại là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì em này hiện tại là lưỡi 30, bản rộng chỗ rộng nhất cho vào là bản 6,5. Độ dày sống lưng là 5 ly, vỏ là vỏ gỗ mun, cán cũng cán gỗ mun. Với mức độ dày và nặng như thế này thì các bác mình có thể chặt xương ống, gà, vịt xương sườn được cho em rồi nhá. Em này để giá cho tất cả các bác chỉ có giá là 780.000 thôi các bác ạ. Đây là mẫu thứ nhất, em xin phép mẫu thứ nhất, em qua mẫu thứ hai cho tất cả các bác nhá. Bởi vì là hôm nay trời hơi mưa một chút, nên là trời hơi mưa các bác ạ, trời hơi mưa một chút. Đến mẫu thứ hai nhá, cùng em đến với con thứ hai. Con này thì là từ Bình Phước trở về, có hơn 300.000 thôi. Không biết là nó sẽ là mẫu gì đây, mời các bác cùng em xem nhé. Trời đang mưa, không biết là ở chỗ các bác thì thời tiết nó như thế nào. Trên Cao Bằng em đang mưa các bác ạ. Con lọc gà trên tay của em đây cũng là một trong những con hàng rất là tiện. Ví dụ như là trong khi mà em bóc hàng thì các bác biết rồi, con này nó quá là tiện luôn, mà cái sự sắc bén của nó cao, bởi vì nó là dạng mỏng lọc mà, chuyên lọc dạng mỏng mà, nên là nó cơ động lắm các bác. Mình dùng thái rau củ quả trong gia đình này, làm lòng gà, làm mề gà này thì là nó đều rất là dễ dàng. Đây, nó là một con dao. Con này là bằng đâu để em xem chất liệu con này là gì các bác nhé. Các bác ơi, con này là bằng con này là bằng vòng bi mài trắng các bác ạ. Con này là bằng vòng bi mài trắng, lưỡi 30, bản rộng ra là bản 3,5 cm, và độ dày sống lưng là 5 ly. Cán là cán gỗ mun ốp phun các bác nhé. Cán là cán gỗ mun ốp phun. Tất cả hàng quay về thì hầu như là các bác chưa có xem đâu, nên là đều là hàng mới hết đấy. Bác ưng mẫu nào thì mình để mẫu đấy ủng hộ giúp em thôi. Đấy, con này là lưỡi 30, bản rộng ra là 3,5, và độ dày sống lưng là 4 ly rưỡi, gần 5 ly. Dòng vòng bi mài trắng, cán gỗ mun chốt 3 đinh và có lỗ đồng như thế này các bác nhé. Mình có thể chặt cây củi này, mắt tre này, xương ống này, phát quang này thì đều được các bác nhé. Để giá em này cho tất cả các bác chỉ có giá là 300.000 thôi ạ. Đấy là qua mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai đến mẫu thứ ba đi. Đến mẫu thứ ba các bác ạ. Rồi mình sẽ bóc mẫu số 3 cho tất cả các bác cùng xem nhé. Nó sẽ cũng khoảng sẽ là một con dao phát đấy các bác ạ. Khoảng nó sẽ là một con dao phát. Dạo này thời tiết nó thất thường quá, nó bảo mưa thì là mưa luôn được, bảo nắng thì nắng luôn được các bác ạ. Các bác đợi em một tí xem là trong con này có gì nhé. Còn trong quá trình các bác mà sử dụng hàng lâu dài rồi ấy, có nhiều bác mình muốn sửa lại con dao thì em vẫn muốn nhận về để sửa lại cho tất cả các bác nhá. Vẫn nhận về để sửa nhá.
Ôi, bác này rất là bất ngờ, tại sao con hàng của bác này lại quay về đến đây rồi nhỉ? À, con này là một con cu ly rất là đẹp đấy các bạn. Con này là một trong những con cu ly rất là đẹp của bên em đấy. Em sẽ bóc lưỡi ra cho tất cả các bác mình xem cái độ đẹp con cu ly này nhá. Nó một trong những con đẹp đấy. Giá em này thì là em để cho tất cả các bác là bán giá bình thường là 460. Thì hôm nay để giá cho tất cả các bác trong cái video sale ngày hôm nay là 380 thôi các bác nhá. 380 thôi ạ. Con này thì là lưỡi dòng vòng bi mài trắng các bác nhá. Ở đây. Con này nó đã để lâu quá rồi đấy. Đấy, lưỡi nó rơi vào là 30 này. Độ dày sống lưng là 5 ly này. Đây ạ. Bản rộng, phần rộng nhất thì nó sẽ rơi vào là khoảng bản 5 như thế này các bác nhá. Đây ạ. À, điều đặc biệt của cái cán này là nó sẽ có cái móng rồng ở đây này. Nó sẽ có cái móng rồng ở đây này. Cán là có lá chắn đồng này, lá chắn lục giác này, và có ốp đồng ở đuôi dao như thế này cho tất cả các bác nhá. Để giá cho tất cả các bác chỉ có giá là 380.000 thôi. Đấy là mẫu thứ hai. Đối với dòng vòng bi mà dày 5 ly như thế này rồi thì các bác bao chặt nặng cho em được rồi nhá. Các bác yên tâm, Hoan Hỷ giúp em là mình chặt nặng thoải mái cho em thôi. Đến mẫu này, à con này thì là bác ấy muốn là bản rộng rơi bản 6. Nhưng mà hàng của em thì nó chỉ rơi vào bản 5 thôi. Nó chỉ rơi vào bản 5 thôi nên là bác ấy cho quay đầu hàng để làm đúng rộng bản 6 cho bác ấy. Thì là em sẽ bóc hàng ra. Em sẽ bóc hàng luôn nha các bác. Mình sẽ bóc hàng luôn xem là các bác ưng con nào thì các bác ủng hộ em con đấy thôi. Sale từng con luôn các bác nhá. Trời mưa quá. Bác ấy nói là về cái dáng hàng thì bác ấy rất là ưng rồi. Tuy nhiên là muốn em kéo ra, kéo cái độ rộng của nó ra vào khoảng bản 6 cho bác đấy. Còn về tất cả mẫu mã thì bác ấy quá là ưng rồi thì không phải lăn tăn. Chỉ muốn là có một điều nữa là chỉ muốn là kéo cái độ rộng ra cho nó rộng vào bản 6 thôi. Còn con hàng hiện tại em đang cầm trên tay cho tất cả các bác thì nó dễ rơi vào là bản 5 thôi các bác nhé. Nó sẽ chỉ rơi vào là bản 5 thôi. Đây ạ. Đây ạ. Một em này thì là cán nó là cán giọt này và ốp đồng ở đuôi dao này. Đây ạ. À, cái cán này thì là đẹp bác nhá, cá nó hơi giọt, ốp đồng ở đuôi, chốt hai đinh như thế này cho em. Lưỡi là 25. Bác nào ưng mã này thì em để cho tất cả các bác giá là 320.000 các bác nhá. 320.000 con này thì em về giá gốc thôi, cũng không có gọi là được lãi gì những cái con hàng như thế này đâu. Bởi vì các bác chú ý cho em, những con mà cán là đã cán giọt như thế này mà có bọc đồng ở sau này ấy, thứ nhất là mình làm tốn công, và thứ hai là cái đồ của mình độ vào thêm vào cho nó ấy, thì cũng rất là nhiều. Đấy, 320.000. Đây, mẫu thứ tư đây các bác nhá. Mẫu thứ năm đây sẽ là hai con dao mèo. Hai con dao mèo này tương đối là dày các bác nhá. Tương đối là dày bởi vì bác yêu cầu là bản dày là rơi vào là 6 ly gần 7 ly cơ mà. Mèo 6 ly gần 7 ly các bác ạ. Chỉ là cái bản rộng bác ấy muốn em kéo ra cho bác ấy là rộng đến 6 phân thôi. Còn ngoài ra thì bác nói là tất cả mọi thứ thì ưng rồi, chỉ muốn là cái bản rộng này này nó ra cho bác ấy khoảng 1 phân nữa, gần 1 phân nữa cho bác ấy dùng cho nó thích, kiểu như là thích cái rộng ấy. Bởi vì mình dùng con hàng là mình dùng dâu lài vài chục năm cơ mà, nên là dùng nó phải ưng các bác ạ. Đây ạ, một em da mèo dày 6 ly. Đây, dày 6 ly như thế này các bác nhé. Dày 6 ly có là chắn đồng vàng như thế này, chốt hai đinh và có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này cho tất cả các bác này. Thì là sale cho tất cả các bác là 285.000, à 385.000 các bác nhá. Bởi vì dòng này là dòng dày 6 7 ly rồi và có lá chắn đồng vàng nữa, mới toanh toanh, thì để cho tất cả các bác giá là 385.000 thôi ạ. Em đang có hai con, nếu bác ủng hộ mã mèo nào của bên em thì mình đều được, đều giống nhau cả các bác nhé. Hai con đều kích thước như nhau, dáng giống nhau. Đấy, kích thước như nhau và dáng nó đều giống nhau cả các bác nhé. Con hàng gửi đi thì bao giờ cũng bọc kỹ như thế này cho tất cả các bác này. À, còn à, con lọc gà này thì em vẫn bán các bác nha. Con lọc gà này thì em vẫn bán lẻ thôi. Mỗi con lọc gà bán lẻ là 150.000, 150.000 cho tất cả các bác. Đây, mèo nào nó cũng dày vào là 6 ly, gần 7 ly như thế này cho em các bác ạ. Mèo này thì quá là chắc chắn là đầm tay rồi. Cán là gỗ cẩm chỉ, chốt hai đinh và có lỗ đồng ở đuôi dao, còn là chắn đồng vàng như thế này luôn. Hai con dao mèo này thì dáng đều rất là đẹp, bởi vì bác ấy chọn cái dáng dao mèo này mà. Nên là bác nào ưng thì mình ủng hộ mã nào thì mình ủng hộ giúp em qua cái Zalo này của em này. Zalo của em là 0347 753 780 các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau ạ. Xin chào.